Hello mọi người, trên tay mình đây là cái con tai nghe Siva, một cái dự án tai nghe Bluetooth không dây chống ồn ở trên Kickstarter với cái giá trị là 200 đô. 200 đô cho cái con tai nghe Siva này thì cái tầm giá của nó cũng hấp dẫn đó, khi mà nó đưa ra nhiều cái tính năng, nhiều cái công nghệ, nhiều cái thông số rất khá là ấn tượng. Ví dụ ha, sạc USB Type-C nè, có Bluetooth 5.0 nè, có codec aptXLR là low latency nè, có một cái gyroscope là cái con quay hồi chuyển để mà nó phục vụ cho cái chức năng head tracking giống như là cái tai nghe Audis Mobius, có noise cancelling luôn, pin 25 tiếng, nghe rất là promising, nghe rất là hứa hẹn, rất là tuyệt vời đúng không? Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình á, cho thấy á, là nhận một cái sản phẩm ở cái tầm giá tầm trung như thế này mà nhét đủ thứ vô trong này thì kiểu gì nó cũng sẽ có vấn đề. Và vấn đề của nó là như thế nào, cái hay và cái dở của con này nó ra sao thì bây giờ mình sẽ mổ xẻ cho anh em biết. Đầu tiên đây là cái con tai nghe mà có cái khả năng kết nối mình cảm thấy là khá là ổn định, tại vì nó xài Bluetooth 5.0. Cái chất lượng âm thanh của con tai nghe này khá là nhiều bass, có một cái kiểu tiếng không có được quá là trong trẻo, nó chỉ hơi trong đối với lại những cái thể loại nhạc giống như là K-pop hoặc là này kia thôi. Nhưng mà nếu như mà anh em nghe những cái thể loại nhạc mà nó đòi hỏi nhiều cái lớp lan hơn, nhiều cái sự bóc tách về âm trường hơn, thì cái dải low bass mà nhất là cái dải sub bass với lại cái dải upper bass nó sẽ hơi lấn qua cái dải trung âm trầm một chút xíu. Treble của con này ok, có nghĩa là đủ năng lượng, giàu chi tiết, không có quá len keng, không có quá rớp rẽn. Mình cảm thấy là cũng không có vấn đề gì với cái tầm giá của nó. Mình nghe nhiều cái thể loại nhạc từ funk, từ jazz, từ blues, từ soul, từ tới K-pop, V-pop, thì cái con này là một con all-rounder. Anh em có thể chơi khá là nhiều cái thể loại nhạc với nó mà anh em có thể không có quan tâm. Nó sẽ làm những cái giai điệu, những cái bản mix mà nó khó chịu hoặc là nó sử dụng quá nhiều những cái hiện tượng loudness world thì nó sẽ êm hơn và dễ nghe hơn. Cái tiếng bass của con này khá là ok. Mình nghĩ là đối với những anh em nào mà thích bass head, thích nghe bass nhiều, nhất là upper bass với lại sub bass nhiều, thì con này là một trong những con tai nghe mà mình đánh giá là khá là tốt. Nó làm khá là tốt ở giải bass. Thậm chí cái giải bass của con này anh em có thể dùng để anh em nghe nhạc hoặc là anh em xem phim. Nhất là xem phim, mình coi phim kinh dị, những cái phim kinh dị giống như là The Conjuring hoặc là It thì mình cảm thấy nó rất là ok. Vì cái tiếng trầm của nó làm cho cái bầu không khí khá là u ám, khá là đen tối, rất là phù hợp với những cái bộ phim kinh dị như vậy. Và cộng với lại cái việc là nó có khá nhiều chi tiết ở cái âm cao, thế nên là anh em có thể nghe và anh em có thể xem phim hành động với nó cũng ok. Đổi lại, nó có một cái gì mà mình đáng phải chê trách, đó là cái gì? Thứ nhất, đó là cái tai nghe chống ồn. Cái tần số hoạt động của nó là từ 20Hz cho tới 1kHz, có nghĩa là nó vẫn thiên về phần trung âm trầm và trung âm và âm trầm. Thì đối với cái con tai nghe Sony WH-1000XM3, cái tai nghe đó chống ồn rất là tốt ha. Nếu mà con Sony được 10 điểm thì con này nó được khoảng 7 điểm. 7 điểm có nghĩa là sao? Nếu mà anh em nghe nó và anh em cảm thấy là ok, anh em sẽ cảm thấy là nó chống ồn tạm được. Cái độ kín âm và cái độ cách ly của âm thanh bên ngoài môi trường rất là ok, ổn. Nhưng nó sẽ không tạo ra được một cái kiểu thoải mái giống như là con WH-1000XM3, mà nó sẽ tạo ra một cái tiếng nó ép vào trong màng nhĩ của anh em. Thế nên là khi mà anh em nghe, anh em dễ có cảm giác là có một cái gì đó nó sẽ ép vô màng nhĩ. Thật ra nếu như mà không vì cái tiếng của nó tốt thì mình đã không có nghe nó trong vòng 2 tuần rồi mình mới làm review đâu, mà mình đã bỏ nó đi rồi. Nhưng mà thật ra là cái tiếng của nó nghe cũng được. Và hên xui đó là cái mainboard ở nhà mình nó hư cái kẹt sau onboard, thế nên là mình dùng cái con này mình pair Bluetooth với lại cái laptop của mình để mình có thể mình nghe nhạc và mình coi phim ban đêm. Thế nên là nó như một cái cú cánh trong 2 tuần vừa rồi vậy. Cái con tai nghe này nó có cái thời lượng pin là 25 tiếng. Và cái thời lượng pin này thì mình nghĩ là hãng không có điều ngoa lắm đâu. Tại vì
Mình xài nó trong vòng 2 tuần và cái thời lượng của mình xài hàng đêm là khoảng 2 tiếng cho tới 3 tiếng một đêm, và một tuần thì mình sạc nó khoảng một lần. Đó, mình sạc full ly nó, mình sạc full nó luôn, mình sạc đầy nó trong khoảng trong một tuần thì mình sạc một lần. Và cái dấu cái thời gian sạc của nó cũng khá là nhanh, khoảng 2 tiếng là để nó đầy pin rồi. Cái chấu sạc của nó nằm ở đây. Đây là cái chấu sạc USB Type-C. Thì trên tai nghe thì anh em sẽ thấy nó có một số cái chức năng điều khiển, ví dụ như là microphone play voice nè, cái nút bấm tăng giảm âm lượng nè, rồi cái nút để mà có thể kích hoạt cái chức năng ambient sound. Cái chức năng ambient sound này khi mà bấm vào thì cái âm thanh từ môi trường bên ngoài nó sẽ đưa vào trong cái tai nghe. Thì thật ra là mình cảm thấy là cái chức năng này đối với những cái tai nghe chống ồn từ 5 triệu trở lên thì nó cũng có cái chức năng này rồi. Thế nên là mình không có nói nhiều về nó nữa. Rồi kế tiếp đó là một cái chức năng mà hãng nó, cái hãng Siva này họ khá là chú trọng và họ nhấn mạnh, đó là cái chức năng head tracking. Cái chức năng nó sử dụng một cái con quay hồi chuyển, một cái gyroscope á, để mà nó đo khi mà anh em quay đầu qua trái, quay đầu qua phải thì nó sẽ đo, nó thay đổi cái âm trường theo cái đầu của anh em, theo cái vị trí đầu của anh em. Nhưng mà thật ra là mình ngay cả trên một cái tai nghe có cái chức năng này mà mình nghĩ là tốt luôn á, làm tốt, đó là con Audismobius, thì mình cảm thấy là cái chức năng này chẳng khi nào mà xài cả. Tại vì khi mà bạn chơi game hoặc là bạn coi phim thì tất cả mọi thứ nó nằm đằng trước mặt bạn, cái mắt bạn nó dính vô cái màn hình, thì cớ gì phải quay qua đây rồi không coi phim à, vớ vẩn. Thế nên là mình cảm thấy là cái chức năng đó nó thật sự là nó không hữu dụng. Và đối với lại cái con tai nghe Siva này thì cái chức năng đó nó cũng gần như là khi mình có đeo vào và mình quay lại thì mình cảm thấy là cái sự thay đổi về âm trường và âm hình á, nó cũng không có được xuất sắc cho lắm, nghĩa là mình khó có thể nhận ra được cái sự thay đổi đó. Và cái thứ hai nữa, hãng Siva họ marketing cái kiểu đó, cái công nghệ này như là một cái kiểu để mà giảm cái hiện tượng đau tai, giảm cái hiện tượng mệt mỏi đầu óc khi mà nghe nhạc. Mình không biết là anh em có đụng cái trường hợp là anh em nghe nhạc trong thời gian dài anh em có bị mệt tai không, nhưng mà riêng mình nha, mình nghe những cái tai nghe cao cấp, mình nghe những cái tai nghe có cái chất lượng âm thanh tốt thì mình nghe còi nhiều khi mình nghe cả 6-7 tiếng mình cũng không có thấy mệt tai nữa, chỉ trừ có những cái tai nghe mà bass nhiều quá thì nghe mới thấy mệt tai thôi. Thì cái chuyện mà đưa cái công nghệ này vào và để lập luận rằng nó sẽ giúp cho chất lượng âm đó, nó sẽ giúp cho cái trải nghiệm nghe của anh em thoải mái hơn, dễ dàng hơn, dễ chịu hơn cái gì đó, thì mình cảm thấy là nó không có phải là nó thực sự như vậy. Nó vẫn là những cái áp lực âm vào tai của anh em, nó vẫn là cái độ kẹp vào tai của anh em. Có chăng cái mà thoải mái đó, khi mà đeo cái con Siva này, cái điều mà nó làm cho mình cảm thấy thoải mái đó là cái earpad của nó có cái chất lượng khá là ok, và cái headband của nó, cái đệm headpad của nó nè, với lại hai cái bên earpad này có cái chất lượng khá là ok. Cái chất lượng của nó tại vì nó làm bằng da protein, da nhân tạo protein, thế nên là cái độ mềm, cái độ mịn và cái độ thoáng khí của nó rất là ok. Về vẻ bề ngoài của con này thì gọi là sao ta, toàn bộ cái thân cho tới ear cup của nó thì nó làm bằng nhựa. Và khi mà nó làm bằng nhựa nhưng mà nó có một cái chất lượng build cũng khá là chắc chắn, tại vì ở trên hai bên ear cup nó sẽ có một cái thanh nối bằng kim loại, nó nối như thế này để cho anh em có thể kéo ra kéo vô, nó tăng cái độ bền. Rồi con này nó có một cái nữa mà mình không biết là nên khen hay là nên chửi, đó là cái tính năng mà auto play rồi auto pause nhạc của nó. Khi mà đeo vô thì nó auto play và khi bỏ ra thì nó tự động nó ngừng nhạc. Nhưng mà khi mà mình để như thế này ha, mà mình để hai cái tay của mình, thật ra nó có một cái cảm biến nhiệt ở đây, anh em để cái tay vào đây chút xíu là nó sẽ tự động nó đó, nó sẽ tự động nó chơi nhạc. Bỏ tay ra một cái thì nó sẽ tự động nó tắt nhạc. Và thực ra là cái chức năng này nó không có hữu dụng lắm, mà anh em có thể hoàn toàn control nó được, anh em hoàn toàn có thể kiểm soát nó được bằng cái nút play pause ở trên điện thoại của anh em. Mình thì mình nghĩ những cái chức năng này nó hoàn toàn là nó không có cái tác dụng quá nhiều ở trong cái thực tế sử dụng, thế nên là mình cũng không có đánh giá cao nó. Với lại nhưng mà nhiều khi nó còn gây ra hiện tượng phiền nữa, ví dụ giống như nãy giờ mà mình ngồi mình cầm cái tai nghe này mình review cho anh em thì nãy giờ nó đã auto play nhạc chắc phải 4-5 lần mà mình phải tắt nhạc đi, mình phải pause nhạc đi rồi. Ok,
Rồi, đó là tất cả những gì mà mình có thể chia sẻ với anh em suốt 2 tuần mình sử dụng nó. Thì trong hộp của nó thì nó có theo một cái hộp giả da đi kèm như thế này. Thì trong hộp này nó sẽ có một cái dây 3.5 với lại một cái dây sạc USB Type-C và một cái jack máy bay. Rồi, vậy thôi, mình cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ subscribe cái kênh YouTube của Audio Tinh Tế để nhận được những cái thông tin, những cái bài review cũng giống như là những cái bài trên tay, những cái sản phẩm như thế này. Cảm ơn mọi người.